Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến hướng dẫn về tính năng nhiệm vụ hàng ngày. Cái này là một cái khá cơ bản, nhưng mà nói thật là nếu mà mới vào nếu mà thực sự chưa chơi game này bao giờ thì ngày xưa cũng khốn khổ với cái này đấy. Ngày xưa mình cùi lắm, mình chả biết làm cái này đâu. Thực ra nhiệm vụ hàng ngày bây giờ nó có mấy nấc như sau này. Chờ tí này, mình sẽ cho bạn xem có mấy cái nấc chính. Đó là đầu tiên là với cái mốc mà khoảng từ cấp 159 trở xuống, thì với mức nhiệm vụ hàng ngày như thế này ấy, thì bạn chỉ cần làm cho mình đến khoảng tầm 120 điểm thôi. Dĩ nhiên là hên xui có thể hơn một chút cũng được, nhưng không cần thiết phải làm mắc, tại vì ra làm mắc nó tốn chả được lợi ích gì lắm, thêm được có mỗi mấy cái mảnh thời trang đồng đội ấy, thứ này thì nó cũng chả ý nghĩa gì lắm đâu. Thế thì bạn chỉ cần chú trọng là 120 điểm thì nó sẽ giúp bạn mất khá là ít vàng mà vẫn có điểm chiêu mộ, vì điểm chiêu mộ nhiều khi để bạn lấy tướng cái thứ linh tinh ấy thì bạn cần nó hơn. Đấy thì mình thì với cái mức mà dưới level một từ 159 trở xuống thì bạn làm cho mình khoảng 120 điểm. Thế còn bạn thích làm mắc thì tùy bạn thôi. Còn này, theo lời khuyên là như thế. Thậm chí ở những cái level thấp hơn nữa thì có thể nó nhiều khi nó còn chả có cái điểm chiêu mộ, thì bạn làm cho nó có đủ 10 nhiệm vụ thôi. Cũng không cần thiết phải làm cho đúng đạt mốc cái thứ đâu. Tại vì lúc đấy thì bạn chỉ cần làm sao đạt cái mức mà được nhận hai cái mức nhận vàng thôi. Chứ bạn không cần những cái quà kia đâu, vì quà kia nó quá bé rồi các phiên bản hiện tại rồi. Và hiện tại trong cái công hội của mình thì ra cũng chỉ loanh quanh cũng phải tầm cái mức mà nhiệm vụ hàng ngày có thể làm được 120 điểm lấy điểm chiêu mộ, chứ còn cũng chả có đích nào level thấp quá như vậy mà còn chơi đâu. Nói chung là với mức 120 điểm thì cực kỳ dễ làm rồi và bạn chả tốn mấy vàng. Tiếp theo là cái mức 170, cứ đến 170 có nước nâng cấp thì bạn sẽ nâng được lên này. Từ 170 trở đi là một cái nấc khác rồi. Nhưng mà trước đó người ta có nấc từ 160 đến 170. Từ 160 đến 170 không có nick nào nhỉ? Ở đây. Từ 160 đến 170. Thì ở nick 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 này thì bạn có thể tiến đến việc làm mắc. Làm mắc tại vì ở đây bắt đầu có cái 10.000 hải hồn ấy, đặc biệt với cái những cái nick mà yếu yếu ấy thì thực ra là chả có hải hồn mà lên đâu. Thì tuy nhiên bây giờ nó lên được mức nhiệm vụ hàng ngày vậy thì thực ra mình thấy cũng nên làm đến 127 điểm. Đấy, 127 điểm thì cũng đơn giản thôi. Tức là bạn sẽ có được phép làm 3 nhiệm vụ 3 sao, còn lại là 4 sao. Bấm lại pha máy tính thì yên tâm. 4 sao để nhân với lại bao nhiêu? Có 10 nhiệm vụ đúng không? Vì mình làm 7 nhiệm vụ 4 sao cộng với lại 3 cái nhiệm vụ 3 sao. Thì một cái đầu tiên hoàn thành sẽ được 10 điểm, tiếp theo được 20 điểm, và tiếp theo nữa là hai cái 30 điểm là 60 điểm. Đúng rồi, thế là bạn sẽ được 127 điểm. Đấy, vậy thì bạn có một cái mức này cũng không tốn nhiều vàng lắm, thì bạn mình khuyên cũng nên làm đến mức 127 điểm. Còn cuối cùng là cái mức từ 170 trở lên. Từ 170 trở lên thì lúc này bây bạn thử có hai trường hợp. Thực ra bây giờ nó yêu cầu là muốn mắc ấy, là 130 điểm, tức là bạn phải làm 4 sao hết. Thì nếu mà bạn có vàng, nó có không cần nhiều quá mà có khá khá vàng tí, có 1-2k vàng tí ấy, thì nói chung là tốt nhất là cũng nên làm mắc. Tại vì thực ra nó mắc nó được nhiều này, nó được tận hoàng kim bảo thạch 500 này, mới 5.000 đá hải hồ nhân 3 lần là 15.000. Thì nói chung nó khá là lợi, đặc biệt với cái nick là free thôi. Tại bây giờ bạn chơi miễn phí, bạn không nạp thẻ, bây giờ bạn không làm cái này thì bao giờ mới đủ hoàng kim bảo thạch đâu. Dù cho bạn có thể treo online nhiều giờ để nhận quà hay kiếm một số hoạt động linh tinh, nhưng nói chung là nên làm đều cái này. Còn giả sử như bạn cạn vàng rồi, bạn không thể làm nữa thì bạn chỉ cần làm mức 125 thôi. Mức 125 thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó không tốn mấy. Đấy thì nói chung cái này cũng tùy thuộc kinh phí và bạn lựa chọn thôi. Cố được 170 là tốt nhất, à cố được 130 là tốt nhất. Còn nếu không có thì chỉ làm đến 125. Còn cụ thể làm thì như thế nào thì đơn giản thôi. Bây giờ nó có các loại nhiệm vụ như sau này. Bạn thấy nó bây giờ bạn thấy nó có cái vòng tròn nó xoay xoáy này, tức là cái nhiệm vụ này nó là cái nhiệm vụ 4 sao, là số sao lớn nhất. Nó sẽ xoáy khi nào? Khi mà nhiệm vụ này nó trùng này, ví dụ đây có cái con thuyền thì bạn kích vào đều thấy nó là ra khơi này. Thế đây nó yêu cầu nhiệm vụ đầu tiên là ra khơi, thì cái này đúng ra khơi và nhiều nhiều sao này. Thì bạn ấn vào nhận nhiệm vụ. Đó bạn sẽ tiến lên ra khơi. Thì nhiệm vụ này nó yêu cầu là sao? Nó nhiệm vụ 4 sao nó yêu cầu bạn ra khơi 3 lần. Và bạn thấy cái vòng xoáy ở trên nó lại xoáy xoáy xoáy. Ok chưa? Thì bạn ấn hoàn thành là xong rồi. Tiếp theo này, bạn đã nhìn thấy đây có hai nhiệm vụ này. Ở dưới này nó có 5 cái nhiệm vụ. Bạn thấy cái này nó xoáy ấy. Bạn thấy mặc định xoáy rất là đã mắc sao rồi thì bạn ưu tiên dùng luôn cái nhiệm vụ mà có cái vòng xoáy xung quanh. Nhiệm vụ này tức là tấn công đội quân. Tấn công đội quân thì bạn có hai cách xử lý như sau. Một là bạn xông vào map và đánh. Bạn xông vào map này và đánh này. Bạn đánh cứ đánh được 3 lần là đã hoàn thành.
Còn cách thứ hai là bạn vào hoạt động này, bạn vào phụ bản tổ đội này, xong bạn ấn tham gia, bạn quét. Thì cái này cũng nói chung là nó sẽ tính 3 lần thôi. Thế bạn tùy bạn dùng cái nào này. Thì bạn ý đây có cái chỗ này có cái số lần này, 0 trên 3 tức là bạn làm đủ 3 lần là xong. Thì thường thì mình cũng treo luôn cái này thôi, chẳng mất gì cả không? Tự nhiên được thêm ít chiến tích rồi. Còn cái này có cái trong map thì thường mình sẽ treo quặng rồi nên là mình sẽ không quan tâm nó lắm. Thế mất công vào map cứ để cái này chạy luôn cho loát trong quá trình mình làm luôn ấy, thì nó tiện hơn. Vấn đề là nhiệm cường hóa này thì cường hóa cũng thế thôi. Thì tiếp theo mình sẽ phải đi tìm cái nhiệm vụ cường hóa, và nick này là nick của level 190 nên mình sẽ cố gắng làm mắc. Tuy nhiên nó hơi ít vàng thì cũng sẽ có xác suất rủi ro là không làm mắc được. Đấy, cứ xong là bạn hoàn thành thôi. Còn phần hết các nick trong công hội mình đều có một lượng VIP từ ít nhất là từ VIP 5 trở lên rồi, nên là mấy cái này nó có những cái nút ấn nhanh luôn nên mình không ấy cho các cái nick VIP thấp làm gì cả. Thì đây mình phục vụ công hội. Đây ví dụ đây là một sao này, tức yêu cầu cường hóa một lần này, nhưng tuy nhiên bây giờ mình đang cần 130 điểm, tức mình đều cần 4 sao hết ấy. Thì mình tiếp tục mình ấn làm mới, thì làm mới khi nào đấy, đến khi nào ra cái vòng xoáy này, tức là đây là nhiệm vụ 4 sao yêu cầu cường hóa 3 lần, ấn vào nhận và đi cường hóa. Bạn chọn đồ để cường hóa thôi, bạn có thể cường hóa tiếp đồ nếu như có cái đồ còn cường được, nhưng đây vẫn còn cường được này. Hoặc là bạn ấn vào túi đồ kiếm những cái đồ rác này cường cường xong rồi bán đi đấy, thì tùy. Ở đây mình vẫn có đồ để cường tiếp thì mình cứ cường hóa ở đây thôi, 3 lần là được, thừa cũng được, nhiều lần hơn cũng được, nhưng mà chỉ cần làm vừa đủ thôi. Đây tiếp theo đây là nhiệm vụ tăng tốc đồng đội này, với nhiệm vụ nấu ăn này, tất cả mình lại đi tìm hai cái nhiệm vụ này. Ồ may mắn ra luôn nấu ăn này, cũng nhận và đi đến sản xuất này, là bạn nấu ăn thôi, bạn cũng chế biến đấy 3 lần. Tiếp tục đây mình có tăng tốc nhưng chỉ có một ra, nói chung bạn làm cái 130 điểm thì bạn cứ tìm cái vòng cái nào xoay xoay tròn tròn đấy là bạn nhận, tại vì bây giờ mình xác định là phải làm mắc hết mà. Đấy nhận cái này thôi. Bạn đến tăng tốc, bạn chỉ cần ấn tăng tốc 3 lần thôi, hoặc ấn phát 10 lần luôn cũng chả sao cả. Bạn đừng có như kiểu nó yêu cầu 3, bạn đừng có làm 2 là được. Còn bạn cứ làm từ 3 trở lên là nó sẽ hoàn thành. Tiếp tục bạn đi tìm đấy. Nói chung thì cái 130 điểm thì hên hên thì nó cũng chả tốn mấy đâu, nhưng mà nhiều khi đen quá thì cũng mất cả cả đống vàng đấy. Nên là cái này cũng nên là mình cũng muốn bảo ít nhất phải trên 1k vàng thì cũng mới nên làm, còn nếu mà dưới 1k thì nói chung là không may đen là sẽ không làm được đâu. Bây giờ có nhiệm vụ này tiêu sử dụng vàng này hoặc là tìm kiếm này. Đây bây giờ sử dụng vàng, sử dụng vàng thì rất là đa năng, bạn có thể nhiều sự lựa chọn lắm. Nói chung bạn cứ tiêu vàng 3 lần là được, còn lần đấy có thể bạn tiêu 50 vàng hoặc tiêu một vàng thì nó vẫn tính như vậy. Thì thường những nhiệm vụ này mình sẽ chọn cái đặt hàng này, cái này nó mất có một vàng thôi, nhưng mà thường mình hay tiện tay đặt luôn 10 lần nên nó đỡ khổ. Đã hoàn thành, tiếp tục đi tìm cái nhiệm vụ tìm kiếm đấy, chỉ vào này, xong vào thăm dò chỉ ấn 3 lần thôi, mà tôi nhiều khi nó còn nhiều berry quá thì hay tiện ấn một phát như này là xong rồi. Đào phát nhiều nhiều tí cho tiện. Ở đây bạn sẽ thấy trong quá trình mình chơi ấy, thì sẽ có 9 nhiệm vụ bạn phải làm, 9 nhiệm vụ nó sẽ kiểu đang sẽ phải theo theo cái này, nên một nhiệm vụ nó thoải mái hơn tí. Thế bây giờ này, bây giờ bạn sẽ phải tìm một cái nhiệm vụ tìm kiếm không, là bạn sẽ được 3 điểm nữa, 3 điểm nữa cộng với lại cái này nữa, xong bạn sẽ thiếu một cái nhiệm vụ cuối cùng là 4, tức là bạn được phép chọn một cái nhiệm vụ mà nó không trên những cái này, không trên những cái yêu cầu này. Bạn được tìm một nhiệm vụ không trên yêu cầu này với mức 4 sao, ví dụ đây mình chọn là cái này, mình đi thăm dò thì nó sẽ đỡ phải tốn hơn thôi. Bạn hoàn thành, bây giờ bạn tìm nốt cái này nữa là coi như là hoàn thành này. Đấy xong, bạn thấy là làm mẫu cái này thấy mất khá ít vàng, nhưng mà nói chung vẫn khuyên là nên trên 1.000 vàng nhé, vì không phải hôm nào cũng đỏ đỏ đâu. Đấy thì bây giờ bạn đã làm được mắc rồi, phần quà cũng khá là ngon, ngon với mức free thôi, chứ còn so với nạp thẻ thì sao mà so được không. Đấy, thì đây là 130 điểm, làm chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn chỉ nhớ là 130 điểm bạn cứ tìm những cái này có vòng xoáy, và có một cái nhiệm vụ bạn được phép làm một nhiệm vụ 4 sao tùy ý và làm 9 cái nhiệm vụ 4 sao theo yêu cầu, tức là phải ra cái vòng xoáy xoáy đấy, là bạn sẽ hoàn thành được 130 điểm. Tiếp đến thì mình sẽ thử một cái ở đây 170,
Đây nick này mới lên level 170, bây giờ phải nâng cấp nó lên. Để nó đổi quà. À quên, nâng cấp lên lại về cái 130 đúng không? Vậy mình dùng nick khác. Đấy, ví dụ nick này là trong mức từ 160 đến 160, 169 này. Thì nước này là 127 điểm, tức là bạn sẽ làm được mà ba cái nhiệm vụ 3 sao và 7 cái nhiệm vụ 4 sao. Ví dụ đây vừa vào phát đã có cái xoáy xoáy rồi, tức là 4 sao rồi. Làm. Ví dụ bạn đếm thôi. Bạn cứ nhầm nhầm trong đầu đây, đây là một cái 4 sao này. Nên nhiệm vụ đấu trường bạn cũng đánh 3 lần. Nói chung là cứ 4 sao là 3 lần. 2 sao với 3 sao là 2 lần. Còn 1 sao là 1 lần. 4 sao 3, 2 3 thì là 2. 1 thì là 1. Bạn cứ nhớ như thế thôi. À thôi ấn thừa mẹ lần rồi, nhưng chả sao vậy. Đấy, là được một nhiệm vụ này. Nói chung cái này bạn phải để ý hơn cái làm mắc hết các điểm tí, không phải để ý mỗi vòng tròn xoáy không. Bạn sẽ dùng 7 cái để ý cái vòng tròn xoáy và 3 cái là kiểu xanh xanh này, tức là 3 sao. Nền vàng là 4 sao, nền xanh là 3 sao, xanh nước biển là 3 sao, xanh lá cây là 2 sao và trắng là 1 sao. Đây, ví dụ đây bạn thấy xanh lá cây là 3 sao, mình được phép làm 3 cái mà. Bây giờ mình làm cái là cường hóa, là bạn cường hóa 2 lần. Tiếp tục bạn tìm lấy cái nhiệm vụ thách thức đấu trường. Đây, lại sẽ được cái này là 4 sao nữa này. Nói chung là bạn không cần nhớ cái đống 4 sao làm gì, bạn cứ nhớ làm sao và bạn đã nhớ xem bạn đã dùng mấy cái 3 sao rồi cho nhanh. Chứ nhớ 7 lần thì sẽ khổ hơn là nhớ 3 lần đúng không? Bây giờ bạn nhớ nãy giờ bạn đã dùng một cái nhiệm vụ 3 sao rồi, bây giờ bạn được phép dùng 2 lần nữa thôi. Mấy cái nhiệm vụ giống giống nhau thế này nhiều mà là không mắc ra làm rất nhiều khi tốn vàng nhé. Nick cùi quá mà không có tướng thì cho vào luyện này. Đi vào ấy tìm thêm tướng rồi đấy. Ôi thôi, ấn qua một nhiệm vụ 2 sao chứ không không sao. Còn tất nhiên là khi có cả 3 với 4 các thứ thì bạn luôn phải chọn cái cao nhất rồi, chả tội gì phải chọn cái thấp hơn gì, dù cho cái thấp hơn cũng đạt yêu cầu thôi. Đây, đây là cái nhiệm vụ 3 sao thứ hai mình làm này. Vậy mình được còn một lần là nhiệm vụ 3 sao nữa đúng không? Đây, đây có ra khơi nhiệm vụ 3 sao rồi thì bạn chọn cái này thôi. Từ sau cái nhiệm vụ này trở đi thì bạn sẽ phải làm max sao hết. Thì đấy bạn chỉ đơn giản là ấn thật nhanh cho đến khi nó hiện ra cái vòng xoáy thì nó sẽ ngắt bạn lại đấy, đúng không? Bạn ấn thật nhanh cho đến ngắt thì bạn chọn không. Thông bạn chỉ vào nhiệm vụ thôi. Chứ chả việc gì phải ấn từ từ làm gì cả. Vì đảm bảo khi bạn ra cái nhiều sao đấy nó sẽ hiện thông báo cho bạn mà. Theo cài đặt mặc định là thế thôi, còn bạn cài đặt lại thì nó sẽ không báo đâu. Nhưng mà cái mặc định của nick thì là như thế. Hoặc cứ ấn làm mới liên tục thì lúc nào nó ra thôi. Đấy. Chọn không xong ấn vào. Nhiệm vụ này là tẩy luyện. Thì bạn có thể tẩy luyện thẳng vào đồ này hoặc là bạn tẩy luyện vào đồ giáp, thì ở đây không có đồ giáp, tẩy luyện thẳng cái này thôi. Nhưng nhớ tẩy tẩy này tẩy tẩy cho vui, tẩy 3 lần cho vui nhưng đừng ấn mà thay thế không mất dòng nhá. Rồi ngon quá cái cuốn nó ra luôn rồi. Rồi, thế là mắc thôi. Nói chung là bạn có thấy là dù bạn làm kiểu gì thì lúc nào cũng 9 nhiệm vụ bạn theo yêu cầu này, với một nhiệm vụ là ngẫu nhiên với mức 4 sao là sẽ xong. Dạ, lĩnh quà thôi. Rồi cuối cùng là đến cái mức thấp hơn nữa. Mức thấp hơn nữa thì thực ra nhiều khi bạn lỡ có không được 120 điểm cũng chả sao đâu, nhưng mà bỏ như thế nó khó lắm. Nên là 120 điểm là bao nhiêu nhiệm vụ nhỉ? Ra mình ít là cái mốc này lắm. 120 thì bây giờ mình cứ lấy đi, 10 điểm nhiệm vụ đầu là 10, cái hai là 20, hai cái sau là 60, là 90 điểm rồi. 90 điểm rồi mà mình cần có 120 điểm thôi. 120 điểm trừ đi 90 đi. Mình còn có 30 điểm, 30 điểm mà mình chia cho 9 nhiệm vụ. À chia cho 10 nhiệm vụ. Tức là làm ui giời, nhiều cái 3 sao lắm. Với cái mức nấc này thì không cần tính đâu, nó chả hụt nữa. Mà cứ triển luôn thôi.
Đây, cái này 3 sao nhận luôn. Thực ra mấy cái nick đấy bạn không làm được đủ điểm cũng chả sao đâu mà. Làm sao cho đỡ, đỡ tốn vàng nữa. Bạn cứ tập trung nhận cái nhiệm vụ 2, 3 sao với nhiệm vụ 4 sao là bạn sẽ được 120 điểm đấy. Và thực ra bạn nhận thêm 2 sao cũng được thôi, nhưng bạn phải mất công tính toán là mình ngại tính lắm. Đấy, mình bấm thử thấy ngại ngại. Nói chung là cái 3 sao với lại 4 sao là mình sẽ nhận. Còn bạn thích nó chi ly hơn thì bạn phải ngồi nháp nháp tầm tí xem bao nhiêu cái 3 sao, bao nhiêu cái 2 sao, bao nhiêu cái. Tại vì cái này nó quá ít điểm, nó lắm trường hợp quá mình không muốn tính. Đấy, mình cứ thấy cái nào 3 sao với cái nào 4 sao là mình nhận thôi. À, đã quét rồi, bây giờ vào đánh thử map nhé. Map phải đánh đến 2 nhát là xong này. Được, và chỉ vào thằng này thôi. Một lần này. Hai lần. Đây bạn ra vẫn hoàn thành nhiệm vụ như bạn quét tổ đội bình thường thôi. Ấn nhầm rồi. Đây. Này 4 sao tiếp này. Nói chung là làm rất dễ thôi. Nhưng mà ngày xưa mình bản chất là mình chơi mỗi trò này thôi mà. Ngày xưa lần đầu tiên mình chơi game online từ cái hồi mình lớp 10, game này mới ra đúng là hồi mình học lớp 10. Ra chơi rồi chả biết làm nhiệm vụ làm sao rồi. Hồi đấy chơi cùi đến thế. Xong rồi bắt đầu bị người chửi ngu quá, bắt đầu bây giờ mới biết đấy chứ. Thì cái chuyện bạn không biết làm chuyện bình thường thôi, bạn không biết làm thì bạn xem để biết làm thôi. Đây 3 sao thế này. Lại ra 4 sao rồi. Nói chung thì bây giờ nó ra mắc cái kia rồi, cái tỷ lệ làm được cao điểm cũng cao lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng có ngày đen thì công nhận là nó tốn thật. Còn phần lớn thì nó chả sao đâu. Đây, còn hai nhiệm vụ mình còn ba, tức là mình được một cái nhiệm vụ làm ngoài đúng không? Mấy nick thấp thấp thì mình hay bơm cho tí kinh nghiệm cho nhanh lên cấp. Đây, bây giờ đấy còn một nhiệm vụ này có thể bạn tính toán một tí. Bây giờ bạn có 92 điểm đúng không? Bạn 92 điểm mà bạn cộng với nếu hoàn thành cái cuối được 30 điểm là 122 điểm rồi đúng không? Mà bây giờ mình cần có 120 điểm thôi. Mà bây giờ cũng những nhiệm vụ tối đa chỉ có 4 điểm thôi. Tức là bạn không thể lên được 127. Mà chỉ là 120 mà đã thừa rồi. Và bây giờ bạn chọn bừa bất cứ một nhiệm vụ nào cũng được. Ví dụ ở đây có mỗi chỉ cần nó giống cái nhiệm vụ trên này thôi. Ví dụ đây có ra khơi, tuy chỉ có 2 sao nhưng mà cộng vào vẫn thừa điểm rồi. Nhận, làm. Thế đỡ phải làm mới tiếp đúng không? Đơn giản vậy thôi. Đó. Thế là bạn được 124 điểm thừa điểm đúng không? Bạn nhận được đến mức 120. Thì đấy là cơ bản mình nhiệm vụ ngày chỉ có thế thôi. Lần đầu tiên mới chơi game thì sẽ rất là khó nếu bạn chưa chơi một game nào cả. Bạn nhìn cái này bạn cũng không hiểu lắm đâu, thì chúng ta thường có khái niệm, ta không đọc hướng dẫn sử dụng hoặc nhiều khi còn chả có hướng dẫn sử dụng mà đọc. Còn khi bạn đã chơi rồi thì nó chỉ đơn giản thôi. Bạn sẽ phân mốc ra từ 159 trở xuống thì bạn sẽ chỉ làm đến khoảng 120 điểm thôi. Còn thậm chí những cái cấp mà thấp hơn nữa không có đến được cái này nữa thì bạn có thể làm cho nó có đấy, làm cho nó có, làm đủ 10 nhiệm vụ cho nó có đấy, bao nhiêu điểm không quan trọng, để chỉ lấy mỗi vàng không thôi. Còn từ 160 cho đến 169 thì bạn làm mức 127. Còn từ 170 trở lên, nếu mà đủ vàng, nếu có trên 1K vàng thì bạn làm đến cái mức mắc đi. Còn nếu mà dưới thì bạn làm đến 125 điểm thôi. Tuy nhiên cũng trong nếu có trong quá trình đấy bạn xác định như kiểu bây giờ bạn đang có 70K vàng rồi mà bạn đang muốn tích để lấy con pet, để lấy tiêu hao vàng mức 75K ấy. 75k vàng ấy thì ra bạn có thể làm mức 125, nếu như bạn level từ 170 trở lên là mức 125 để cho nó tiết kiệm vàng, để tiết kiệm lấy được con pet đã, xong rồi bắt đầu mới bắt đầu xả là nhiệm vụ sau thì cũng được. Đấy, nó còn tùy thuộc vào những cái hoàn cảnh của bạn đấy, bạn xác định làm thế nào. Còn đây là mình hướng dẫn theo một nick bình thường thôi, một nick bình dân thôi, thì nên nên chơi như thế. Còn bạn đừng có nghĩ là nhiệm vụ kia mắc 130 điểm là nó tốn nhiều nhé, thỉnh thoảng có một ngày tốn thôi, phần lớn nó cũng nhẹ nhàng như thế bạn thấy đấy. Mình làm mất chả mới mất mấy, mà vì nó cũng đỏ, phần lớn là sẽ đỏ như thế, nhưng không phải ngày nào cũng đen đen đâu. Đấy thì video chỉ dạy đến thế thôi.